Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bề trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tổ tiên báo mộng, hưởng lộc trời cho. Tiền có đổ về như thác lũ, giàu dược mặt đại gia, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10. Tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, sống ở trên đời đã bao năm, chắc hẳn chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống này thực sự là vô thường, những điều xảy ra ngày mai không thể lường trước được. Chúng ta đều biết rằng vạn sự, vạn vật hoạt động theo quy luật nhất định và vận mệnh của quý khán giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có số ít người có thể nắm bắt thời cơ như diều gặp gió để đổi vận và trở nên giàu có, thịnh vượng trong chớp mắt. Trong số đó có tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, bước vào thời điểm năm tháng cuối năm tới đây. Nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Đinh Mùi. Quý khán giả thân mến, sinh mệnh của chúng ta chính là một quá trình. Quá trình này với một số người là dài đằng đẵng, hoặc với một số khác lại là một quá trình ngắn ngủi. Tạm thời ông trời ban cho chúng ta sinh mệnh, đồng thời cũng ban cho chúng ta rất nhiều những trắc trở, chông gai. Không thể cứ mãi luôn cho rằng cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy thế kia. Đời người lúc nào cũng có những điều khiến cho ta tiếc nuối, và không ai có thể quay trở về quá khứ để mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ai ai cũng đều có thể bắt đầu từ bây giờ, nhờ vậy mà có thể viết nên một kết cục hoàn toàn khác. Theo tiết lộ mới nhất từ giới tiên tri tử vi cho thấy, bước sang năm tháng cuối năm 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 bất ngờ được trời thương Phật độ mà vận trình ngời ngời rực sáng. Trong thời gian này, không những đường công danh sự nghiệp phất mạnh, mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới nhà, nợ nần cũ được trả sạch, tiền bạc cứ hết lại có, dơi lại đầy, sung sướng như tiên. Vậy, thời gian này sẽ mang tới cho họ những cơ hội và vận may gì? Vận trình tử vi chi tiết năm tháng cuối năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, với tuổi Đinh Mùi, người ta thường nói rằng từ suy nghĩ đến hiện thực là một hành trình đầy thách thức. Con dê của tuổi Đinh Mùi hay còn gọi là dê vàng, dê hoàng kim, không chỉ tượng trưng cho sự cao quý mà còn cho sự dễ dàng trên đường đời, sự thông thái và thông minh. Những người tuổi này luôn mang trong mình nhiều ý tưởng, khát khao. Đinh Mùi muốn phát huy bản thân để đạt được vinh hoa, phú quý, không bao giờ chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Họ ẩn chứa sự muốn bay bổng, thành công sớm và thành tựu nhanh. Thậm chí họ luôn tin tưởng rằng mình là người đặc biệt, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, việc làm chủ bản thân lại là vấn đề mà Đinh Mùi thường vướng mắc. Sự mong muốn trải nghiệm bốn phương khiến họ thiếu sự rõ ràng trong định hướng tương lai. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được gọi là thất quần chi dương, dê lạc đàn, mang trong mình những đặc điểm tính cách và cuộc đời độc đáo. Những người tuổi này thường được miêu tả với sự hòa nhã, thông minh, nhưng cũng đầy khát vọng và mong muốn khẳng định bản thân, thông minh và sáng tạo. Người sinh Đinh Mùi thường có trí tuệ sắc bén và khả năng sáng tạo vượt trội. Họ luôn có những ý tưởng độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Nhân ái và hòa nhã, họ có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sự hòa nhã và khả năng giao tiếp tốt giúp họ dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Khát vọng và tham vọng, Đinh Mùi luôn khát khao thành công và không chấp nhận một cuộc sống tầm thường.
Họ muốn khẳng định mình và đạt được vinh hoa phú quý. Họ thích sự tự do, thích trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ. Điều này đôi khi làm họ thiếu định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Luôn có tinh thần lạc quan, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình. Tuổi trẻ gian nan trong những năm tháng đầu đời, Đinh Mùi thường gặp nhiều khó khăn và thử thách. Những sóng gió, hoạn nạn đến bất ngờ, chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ. Nếu vượt qua được, họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Khi bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, cuộc sống của Đinh Mùi trở nên ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn. Tài lộc hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi. Dù đôi khi phải đối mặt với những khó khăn do yếu tố bên ngoài, nhưng nhờ sự bình tĩnh và khả năng tự chủ, họ vẫn có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tuổi Đinh Mùi mong muốn trải nghiệm bốn phương, khiến họ đôi khi mất định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, họ luôn tìm cách để hòa hợp giữa sở thích cá nhân và mục tiêu cuộc sống. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Năm tháng cuối năm 2024, đây là thời điểm thú vị và đầy thách thức với Đinh Mùi. Phần lớn khó khăn đến từ yếu tố bên ngoài, nhưng họ vẫn có cơ hội để tận dụng và biến khó khăn thành thành công, tùy thuộc vào cách họ đối phó và tận dụng cơ hội. Năm tháng cuối năm 2024 mang lại cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội và thành công. Đinh Mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tin may mắn, cuộc sống của Đinh Mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi. Có những thời điểm Đinh Mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán, dẫn đến sự suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu Đinh Mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống, thì thời điểm năm tháng cuối năm sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Đinh Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Đinh Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Năm tháng cuối năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Đinh Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Đinh Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Về mặt tài chính, năm tháng cuối năm 2024 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Đinh Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư giả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh, việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Với những người đã có gia đình, Đinh Mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của mình. Không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bản mệnh trong năm tháng cuối năm 2024, công việc thuận lợi giúp Đinh Mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Đinh Mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Sau đây sẽ là cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện trong năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Năm tháng cuối năm, thời điểm đặc biệt may mắn với người tuổi Đinh Mùi, nhất là trong việc phát triển sự nghiệp. Sao chính ấn và chính quan sẽ hỗ trợ Đinh Mùi trong việc theo đuổi công danh, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm cao sẽ giúp Đinh Mùi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, không tránh khỏi những khó khăn và thử thách trong quá trình làm việc, nhưng Đinh Mùi không nên dễ dàng từ bỏ tinh thần quyết tâm và tích cực. Điều này sẽ giúp Đinh Mùi đạt được mục tiêu và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hơn nữa, sao Thiên Đức sẽ mang đến cho Đinh Mùi những người bạn đáng quý vào thời điểm cần thiết nhất và chỉ dẫn Đinh Mùi đến với những cơ hội để vượt qua khó khăn. Năm tháng cuối năm sẽ là cơ hội để Đinh Mùi tiến bộ và đạt được vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình. Khi được thăng chức hoặc được đề cử, hãy tự tin và nhận lấy những gì xứng đáng với mình. Hãy cố gắng làm việc tốt hơn để mang lại lợi ích cho tập thể. Đó là cách tốt nhất để đền đáp những người đã giúp đỡ mình. Đối với những người mới bắt đầu trong một công việc hoặc môi trường làm việc mới, sao Thiên Ấn sẽ giúp Đinh Mùi duy trì tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Quan điểm mới của Đinh Mùi sẽ gây ấn tượng với mọi người xung quanh và giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Tại thời điểm này, bạn hãy cứ dũng cảm làm những điều mà mình cho là đúng. Vì nếu Đinh Mùi có lòng quyết tâm,
cả vũ trụ sẽ ủng hộ Đinh Mùi. Bên cạnh đó, những kẻ tiểu nhân sẽ lùi bước và Đinh Mùi không cần phải lo lắng về những người xung quanh nữa, vì tất cả đều là những người có thiện ý đến với Đinh Mùi. Dưới mọi hoàn cảnh và môi trường, Đinh Mùi sẽ phát triển nhanh chóng, nghĩa là Đinh Mùi không tự mãn với những thành tựu của mình và ngủ quên trên chiến thắng. Xét về phương diện tài lộc, trong năm tháng cuối năm, bản mệnh sẽ có sự tăng trưởng vững chắc và ổn định trong lĩnh vực tài chính. Nếu Đinh Mùi cống hiến và nỗ lực hết mình thì sẽ thu hoạch được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Đối với những người làm công ăn lương, sao chính ấn và thiên ấn sẽ giúp đỡ Đinh Mùi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được thưởng và hoa hồng. Cấp trên cũng sẵn lòng thưởng cho những nhân viên chăm chỉ và tài năng như Đinh Mùi, nếu Đinh Mùi tin tưởng vào bản thân và những thành tích đã mang lại cho đội, nhóm. Đinh Mùi có thể tự tin và tích cực thảo luận về việc tăng lương với cấp trên, vì khả năng được chấp thuận là rất cao. Đối với những người kinh doanh, sao thiên đức sẽ giúp Đinh Mùi vượt qua nhiều thách thức trên thương trường. Quý nhân sẽ xuất hiện khi Đinh Mùi cần nhất, giúp Đinh Mùi thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Người tuổi Đinh Mùi có tâm tính hòa nhã và thiện lương nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tích cực. Đinh Mùi không chỉ tìm được những đối tác chung chí hướng, mà còn được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh đầy triển vọng. Năm tháng cuối năm là thời điểm lý tưởng để Đinh Mùi ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh và biến những kế hoạch đã đề ra thành hiện thực. Người lãnh đạo thông minh và sáng suốt sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn và mang lại lợi ích cho tập thể. Đinh Mùi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ những người tin tưởng và cống hiến hết mình cho Đinh Mùi. Ngoài ra, Đinh Mùi nên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chỉ cần Đinh Mùi là người tốt bụng và không tính toán, thì đến một ngày, Đinh Mùi cũng sẽ được những người xung quanh giúp đỡ. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện, Đinh Mùi còn có thể kết nối với những người tài giỏi hoặc đối tác quan trọng. Xét về phương diện sức khỏe, năm tháng cuối năm, Đinh Mùi sẽ không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro sức khỏe lớn nào. Sức khỏe của Đinh Mùi sẽ duy trì ổn định, tâm hồn, tư duy mới và lạc quan. Điều này sẽ giúp Đinh Mùi theo đuổi tất cả những mong muốn, tham gia vào nhiều hoạt động và đạt được mục tiêu của mình. Nếu Đinh Mùi đang gặp vấn đề với các bệnh mãn tính, đây là thời điểm để tích cực tập luyện và tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, đồng thời sử dụng thuốc đúng cách. Đinh Mùi có thể thấy sự cải thiện trong tình trạng sức khỏe của mình. Một số người thậm chí có thể tìm ra liệu pháp phù hợp và được chữa khỏi bệnh trong năm tháng cuối năm nay. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tình duyên của người tuổi Đinh Mùi trong năm tháng cuối năm 2024 sẽ rất êm đềm và hạnh phúc. Đinh Mùi đã chú ý hơn đến cách ăn nói và cư xử của mình, vì thế mà Đinh Mùi được lòng mọi người xung quanh và nhận được nhiều tình cảm yêu mến. Đối với người đã có gia đình, Đinh Mùi sẽ có một mái ấm hạnh phúc khi các thành viên luôn quan tâm và hiểu nhau. Vợ chồng Đinh Mùi sẽ luôn chia sẻ và cổ vũ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong gia đình, việc cha mẹ và con cái có những khác biệt trong suy nghĩ và hành động là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hai bên luôn cố gắng hiểu và đặt mình vào vị trí của nhau, từ đó không có sự xung đột nào xảy ra và cả hai cũng ngày càng hiểu nhau hơn. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này Nguyệt lệnh lâm suy gây nhiều tác động xấu đến tinh thần và sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Bạn mong muốn được an phận thủ thường chứ không muốn đấu tranh hoặc gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Bản mệnh nghĩ rằng mình đang cự xử dĩ hòa vi quý, nhưng thực ra hành động đó đang khiến bạn dần làm thui chột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội, con giáp này cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin và chủ động nắm bắt hơn, đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi bạn, chỉ cần bản mệnh chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy, tháng này nếu bạn chăm chỉ làm việc, không ngại xông pha, thì bạn có thể đạt được những thành tích mà chính mình cũng không ngờ đến. Hãy coi khó khăn, vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với những người còn hoang mang về con đường tương lai, thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người đi trước,
đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình. Bạn sẽ biết đâu là điều mình thực sự hướng tới. Phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi khá ảm đạm trong suốt tháng 8 âm lịch này, chủ yếu là do bạn thiếu đi tinh thần hăng hái, tích cực, chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên trần trừ do dự vì sợ rằng khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà con giáp này thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tay đối thủ. Trên thực tế, nếu bạn chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình đến đâu. Bản mệnh không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Dịch mã cho thấy, muốn kiếm được tiền về đầy túi thì tháng này bạn không nên sợ vất vả, bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại là lúc bạn biến nguy thành cơ hội khẳng định bản lĩnh của mình. Khi tuổi Đinh Mùi đã gây được tiếng vang trên thị trường, thì lượng khách hàng đổ về sẽ ngày một đông đúc hơn. Tháng này, khi đồng tiền chưa thực sự dư dả thì bạn hãy chú ý hơn đến chuyện chi tiêu, tốt nhất chớ phung phí chạy theo thị hiếu của thị trường. Tình hình sức khỏe bất ổn sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để chạy chữa, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. Tháng này, phương diện tình duyên lại là điểm sáng trong vận trình của tuổi Đinh Mùi. Trong cái rủi có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, có những lúc bạn muốn buông xuôi, phó mặc số phận để mọi việc được đến đâu thì đến. Nhưng chính những lúc như thế này, lại có người xuất hiện truyền thêm động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến bạn cảm thấy rất cảm động. Bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người đã có gia đình, con giáp này cũng thường nhận được sự động viên và an ủi của người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ có đối phương mà bạn được tiếp thêm dũng khí và động lực để đối diện với những điều chưa biết trước. Tháng 8 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên thấy mệt mỏi và lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì. Dù không có sự cố nào lớn xảy ra nhưng bạn vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật thì bản mệnh sẽ chỉ ngày càng thấy mệt mỏi hơn thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chủ động chạy chữa, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian, càng chữa bệnh sớm thì bạn sẽ càng khỏi bệnh sớm. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này, sự thách thức của tuổi Đinh Mùi gia tăng khá nhanh, mọi việc vốn đang suôn sẻ có thể gặp trục trặc nửa chừng bất cứ lúc nào. Đòi hỏi bản mệnh phải có sự cẩn thận để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có. Công việc thường dễ gặp phải những khó khăn, chủ yếu ở khoảng thời gian đầu tháng. Những ai khởi động dự án mới cũng vấp phải những trở lực nhất định. Đây là lúc bạn cần phải thể hiện bản lĩnh của mình, bởi chẳng có con đường dẫn tới thành công nào trải toàn hoa hồng. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp, cộng sự được dự báo là không được trôi chảy cho lắm. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên nảy sinh nhiều ý kiến trái ngược, ai cũng khăng khăng với nhận định của bản thân nên khó đi tới thống nhất. Mỗi người đều có thế mạnh và cái hay riêng, nhưng nếu đã cộng tác với nhau thì cần phải đặt mục tiêu chung lên trên hết. Khi đó, cả bạn và cộng sự đều sẽ tìm được cách để thống nhất ý kiến, tạm gác cái tôi để nỗ lực vì mục tiêu chung. Khi đã tìm lại được sự ăn ý, tiến trình sẽ trở nên suôn sẻ và nhanh chóng vô cùng. Nhìn chung, tháng này sẽ có nhiều thời điểm công việc gặp nhiều xáo trộn, có thể khiến con giáp này chùn bước, suy nghĩ bế tắc, thậm chí còn xuất hiện ý định bỏ dở. Nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được, đặc biệt là khi tháng này tuổi Đinh Mùi được nguyệt lệnh lâm quan đới ủng hộ, nên có thể giảm bớt phần nào hung hiểm bạn phải đối mặt. Chỉ cần có sự quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Khi cảm thấy bản thân đang lạc lối hay mất phương hướng thì bạn nên bình tĩnh lại, cân nhắc được mất trước khi hành động. Khi đó bản mệnh sẽ biết nên làm gì, và nếu xảy ra trở ngại thì chúng cũng đã nằm trong vấn đề bạn lường trước rồi. Nhờ đó mà bạn hạn chế được sự thất vọng, chán trường có thể dẫn tới hỏng việc. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là khối lượng công việc của tuổi Đinh Mùi trong tháng 9 âm lịch này khá nhiều, khiến cho con giáp này mệt mỏi. Do đó, bản mệnh nên làm việc có kế hoạch và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, để không gặp tình trạng muốn cố gắng nhưng lực bất tòng tâm.
Tháng này, công việc có tốt có xấu, nhưng tuổi Đinh Mùi vẫn có thể xoay sở kịp thời bằng chính nỗ lực của mình. Nhờ vậy, tài chính của bạn trong tháng nhìn chung khá ổn định, bản mệnh duy trì được các khoản thu đều đặn của mình, nên việc chi tiêu hàng ngày không có gì phải lo lắm. Những ai làm ăn kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận như cũ. Nếu muốn thu về nhiều hơn thì cần phải tìm hiểu nhu cầu hiện tại của thị trường để có sự điều chỉnh. Tháng này có tương phá tác động, nên bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần khi cạnh tranh. Tranh chấp thị trường sẽ gia tăng, đối thủ cũng đã nghiên cứu bạn rất kỹ. Nên nếu không có sự đổi mới, con giáp này rất dễ bị lấn lướt, thậm chí chơi xấu. Trong đầu tư cần hết sức thận trọng, đừng để sai một ly đi một dặm. Nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, bạn thể hiện tham vọng làm giàu của mình cũng quyết tâm cao độ, nhưng mặt xấu là dễ khiến bạn sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối. Bản mệnh nên nhớ làm việc theo tư duy logic chứ không nên để tình cảm, cảm xúc chi phối. Tiền bạc phân minh, tình cảm rõ ràng, có như thế mọi thứ mới ổn định và phát triển được. Các khoản thu trong tháng cũng không ít, nhất là về thời gian cuối tháng, có nhiều việc lớn phát sinh phải dùng nhiều tiền, khiến tình hình tài chính của bạn thất thoát. Tuổi Đinh Mùi nên lấy tích lũy làm trọng, coi như tích tiểu thành đại, chi tiêu hợp lý thì sớm muộn cũng có của ăn của để. Tháng 9 âm lịch này, dù có cả hung giận lẫn cát giận, nhưng riêng đường tình duyên của tuổi Đinh Mùi thì rất thắm sắc, nồng nàn. Sao Thái âm giúp đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm của con giáp này vì thế mà rất hứa hẹn, những mâu thuẫn, giận hờn giảm đi trông thấy, tình cảm cứ như được mở sang trang mới, vô cùng sinh động và lãng mạn. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình, những khúc mắc gia đình trước đó được xóa bỏ, tranh cãi không còn nữa. Bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp hạnh phúc, cuộc sống gia đình hạnh phúc khi đôi bên cùng cố gắng thay đổi tích cực vì đối phương. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình hoặc không thì cũng có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng khi kết giao với người mới quen, nhất là nữ mệnh, tránh bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Sức khỏe của tuổi Đinh Mùi tháng này tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản mệnh vốn dĩ khá tốt. Nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù vậy, bạn cũng không nên chủ quan. Con giáp này nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, bạn nên chú ý đi đứng thận trọng, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát, bị thương. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời. Do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao, con giáp này là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực. Không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao, một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, tuổi Đinh Mùi có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới những mối nguy rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này. Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân, tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tháng 10 âm lịch này, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Đinh Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này, bản mệnh không lo thiếu tiền,
tài lộc dồi dào. Dù là chính tài hay thiên tài, người làm công ăn lương hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt, bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính tháng này của tuổi Đinh Mùi được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận việc đầu tư, cân bằng thu chi, đều cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, bạn nên chú ý kiếm tiền là giải pháp lâu dài. Đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt như đánh bạc đỏ đen, bất chấp luật pháp. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi đón nhiều tin tức tốt lành, may mắn về tình duyên sẽ đến. Nhờ những nỗ lực của chính con giáp này, đời sống tình cảm của bản mệnh ngày càng thăng hoa. Người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với người đã có gia đình, thời điểm này cũng rất thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm, cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 10 âm lịch này bình ổn, có điều dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ. Bản mệnh có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể bạn. Cách tốt nhất để con giáp này đảm bảo sức khỏe là chú ý cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, khi đó, các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh, ảnh hưởng điềm báo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn, do đó, bạn nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya. Chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi tháng này khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại. Nhiều kế hoạch không tiến triển như ý là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao, nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan trong hoàn cảnh hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Đinh Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Đinh Mùi mong muốn một tháng tài chính dư dả, tiền tài đổ về túi ầm ầm thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Tháng này đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa, bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình. Dù ở hoàn cảnh thế nào, bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng,
việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Đinh Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản kha khá đấy. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Đinh Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại, những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có, thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn, đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến. Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian này, bạn thích dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ. May mắn là sức khỏe tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định, bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối, nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi, kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tản bộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Đinh Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thì phi do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khuyên tuổi Đinh Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp thì phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua, chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực.
người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua. Có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có. Điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp giặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Đinh Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu. Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc sống có muôn vàn lý do khiến cho ta mệt mỏi. Dù bạn không muốn thì khó khăn vẫn đến, nỗi buồn vẫn mãi đeo bám. Tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh mà bạn phải trải qua. Cho dù chúng làm bạn khó chịu và chán nản vô cùng, nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ, chúng ta khó có thể tránh. Đó là những bất trắc mà chúng ta bắt buộc phải đối diện. Nghịch cảnh chính là sự vô thường, bất định của cuộc đời mỗi con người. Tất cả những khổ đau, hoạn nạn, bất công, tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn. Nghịch cảnh chính là những khó khăn, tình huống xảy ra ngược theo hướng tiêu cực với những gì mà chúng ta nghĩ. Nó làm chúng ta nhiều khó khăn và trục trặc. Chúng ta không ai muốn gặp phải tình huống khó khăn, nhưng chính những điều này đã cho chúng ta thêm kinh nghiệm và động lực để đi tiếp. Nói đến nghịch cảnh, ai cũng nghĩ nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhưng thật ra, nghịch cảnh có rất nhiều giá trị riêng. Câu danh ngôn đã chỉ ra rằng, nghịch cảnh không chỉ là phép thử của tình cảm, mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người. Khi chúng ta gặp phải nghịch cảnh, tức là khi chúng ta đang ở trong một tình huống mà cần tới sự giúp đỡ của người khác. Lúc chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn thì phép thử của tình cảm chính là ám chỉ những ai đang ở bên cạnh giúp chúng ta, cũng như những ai đã rời bỏ ta mà đi. Khi chúng ta nghèo khó, họ đã không ở lại bên mình, thì đây cũng chính là cơ hội để ta nhận ra họ không thật lòng với mình và loại bỏ họ ra khỏi con đường tiến tới thành công của bản thân. Thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người, tức là để thử thách trí thông minh, nhạy bén của chúng ta để có thể giải quyết được những gì đang xảy ra, và bản lĩnh chính là chúng ta đã dám nghĩ những có hay không. Nghịch cảnh cho ta cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, xem chúng ta có đủ thông minh và bản lĩnh để vượt qua khó khăn này thành công. Dám nghĩ thì phải dám làm, nghịch cảnh sẽ mang lại điều tiêu cực hay tích cực thì cũng đều phụ thuộc vào con người đó. Nếu họ có trí thông minh, có những người đối với mình thật lòng và có bản lĩnh, thì họ sẽ vượt qua được những khó khăn để vươn xa hơn. Ngược lại, đối với những người luôn cảm thấy tiếc nuối về những người đã bỏ rơi mình, không dám làm điều gì vì sợ lại lún sâu thêm nữa, thì họ sẽ mắc kẹt trong nghịch cảnh mãi mãi. Không phải chỉ cần làm đúng là có thể thoát ra khỏi nó, nhưng cũng không phải do con người đã làm sai điều gì thì mới phải chịu sự trừng phạt này. Cuộc sống vốn là một vòng quay, luôn chuyển động không ngừng nghỉ. Ngồi trên vòng quay ấy, có lúc ta cảm thấy nắng ấm, thấy cầu vồng tươi sáng khiến ta phấn chấn vô cùng, nhưng cũng có khi ta bị bóng tối che khuất, khiến lòng ủ dột, buồn bã. Đó là những quy luật hết sức bình thường của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Mọi thứ cứ chuyển động liên tục, hết vui lại buồn, hết buồn lại vui. Tâm trạng con người cũng vì thế mà sớm nắng chiều mưa, gặp chuyện vui mừng, chuyện buồn thì chán. Đó không phải điều lạ lùng gì. Quan trọng hơn cả là dù ở trong bất kỳ tình cảnh nào, bạn vẫn có thể giữ được sự an nhiên, tỉnh tại. Người thành công nào cũng phải trải qua thất bại,
Mỗi lần thất bại đều là để chúng ta tiến gần hơn với ngưỡng cửa thành công. Dân, quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong năm tháng cuối năm 2024. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.